cô ấy bị bệnh nan y, không sống được lâu nữa. Cô ấy là ai vậy mẹ? Cô chủ của công ty Vĩnh Khang Hứa Dân Khê. Bắt đầu từ bây giờ, con phải bắt chước hành vi, biểu cảm, thói quen của cô ấy, tới khi con thay thế được cô ấy, trở thành cô chủ nhà họ Hứa. Con không biết mẹ đang có âm mưu gì, nhưng con không làm theo lời mẹ đâu. Mẹ làm như vậy chỉ tốt cho con thôi. Như vậy mà tốt sao? Trên đời này có người mẹ nào làm như vậy với con gái mình không? Thậm chí hồi nhỏ con tự hỏi mình, rốt cuộc con có phải con của mẹ không? Dĩ nhiên con là con của mẹ, nhưng con bắt buộc trở thành Hứa Dân Khê, không còn lựa chọn khác. Nếu không, con và mẹ đều chết. Cô Hứa đi thông thả. Được rồi, con đi đi. Nhưng mà họ vừa mới đi. Nếu như con không gạt được mấy người họ, làm sao con gạt được Hứa Vĩnh Khang? Nghe lời, đi mau. Cô là cô Hứa? Kêu tất cả những người chăm sóc da cho tôi lúc nãy ra đây. Dạ. Cô Hứa à, cô có chắc là cô muốn làm lại gói chăm sóc da lúc nãy không? Da của cô rất mỏng, nếu như cô tẩy lại thì nó sẽ... Cô nghe thấy không? Dạ có. Nếu lỗ tai của cô không điếc, có cần tôi nhắc lại lần nữa không? Xin lỗi cô, xin lỗi cô. Chúng tôi chuẩn bị ngay. Mời cô vào bên trong. Số lạ. Tại sao điện thoại của ba mình lại reo vào lúc này? Ai gọi vậy?
Giang Thiên Thành. Thiên Thành, cậu tra vị trí của số điện thoại này giùm tôi. Không phải, người đã gọi vào điện thoại của ba tôi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Người duy nhất yêu mình trên thế gian này đã không còn nữa. Người mình yêu chưa bao giờ thành thật với mình. Nếu như không có ai muốn An Duyệt tồn tại, tôi cho các người toại nguyện. Từ nay về sau, chỉ có Hứa Dân Khê thôi. Bà. Con hồi phục trí nhớ rồi. Hả? Thật sao? Vậy về chuyện bị bệnh con cũng nhớ ra rồi sao? Nhớ ra rồi. Con chỉ còn sống mấy ngày đúng không? Đừng nói bậy. Dân Khê à, sau này con tuyệt đối đừng có làm chuyện dại dột nữa. Cho dù con không làm chuyện dại dột, không phải vẫn có người muốn bắt cóc con, muốn giết con sao? Bà đảm bảo với con, chuyện ngày hôm qua chắc chắn sẽ không xảy ra một lần nữa. Vậy người phụ nữ đó thì sao? Bà ta đã chết rồi sao? Người phụ nữ độc ác đó chết cũng đáng đời. Còn sao vậy? Nhớ lại con vẫn thấy sợ. À phải rồi, tại sao hôm qua con lại âm thầm lên núi vậy? Con cố ý cắt đuôi Lộ Thiên Bình nữa. Hôm qua con đi hẹn hò với Cảnh Xuyên. Hả? Cảnh Xuyên hẹn con đi qua đêm bên ngoài. Nếu như Lộ Thiên Bình mở đó, con không thoải mái. Chính là cái cậu ghi hình trong chương trình hẹn hò với con sao? Bây giờ con đã thích cậu ta. Bộ không được sao? Cảnh Xuyên chu đáo hơn Lộ Thiên Bình nhiều. À phải rồi, con muốn đổi vệ sĩ riêng. Tại sao đột nhiên muốn đổi vệ sĩ? Nguyên tắc cơ bản đầu tiên của vệ sĩ: bảo vệ an toàn cho chủ thuê. Ngay cả điều này anh cũng không làm được, có tư cách gì ở bên cạnh tôi? Anh biết bây giờ em cảm thấy rất buồn bực khó chịu. Anh tưởng anh là ai chứ? Anh đừng có tưởng rằng anh hiểu rõ tôi. Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi rất là ổn. Hơn nữa tôi còn biết rõ bản thân mình muốn làm gì. Em muốn làm gì vậy? Làm Hứa Dân Khê cho tốt. Cho nên xin anh đừng trở thành vợ cản của tôi. Cậu muốn dạy võ tự vệ cho Dân Khê sao? Đúng. Qua vụ bắt cóc ngày hôm qua, tôi nghĩ cô Hứa nên theo tôi học mấy thế võ tự vệ. Trong thời gian tôi tạm dừng làm việc, ngoài việc chuẩn bị đón đội ngũ bác sĩ về nước ra, tôi không có việc gì để làm. Tôi có thể dạy cô ấy. Cũng tốt. Nhưng mà cậu tuyệt đối đừng quên chuyện của đội ngũ bác sĩ. 3 ngày nữa họ sẽ về nước. Chuyện này tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.
Dạ rõ. Buông ra đi, tôi không muốn học võ tự vệ gì hết. Đây là ý của ông Hứa. Đừng lấy ông ấy ra dọa tôi. Tôi nói tôi không học thì sẽ không học. Thế võ tự vệ hiệu quả nhất chính là dùng bộ phận cứng nhất tấn công vị trí yếu nhất trên cơ thể đối phương. Quyệt thái dương, cổ, giật ngực. Anh buông ra đi, tôi không rảnh chơi trò này với anh đâu. Vậy em cố gắng thoát khỏi anh đi. Lộ Thiên Bình, anh có biết tại sao tôi không muốn học không? Là tại vì tôi không muốn nhìn thấy anh. Chứ đừng nói là lại gần anh để học. Anh điên rồi à? Chỗ này toàn là camera. Chỗ này là góc chết camera. Hứa Vĩnh Khang sẽ không nhìn thấy đâu. Em đừng sợ. Có gì buồn em cứ trút ra hết đi. Anh đảm bảo sẽ không có chuyện. Anh nghĩ anh làm như vậy có ý nghĩa không? Có phải anh nghĩ tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ? Tôi đang rất cần anh an ủi, rất cần trút nỗi buồn đúng không? Nếu như em cảm thấy không có ý nghĩa thì em nghĩ cách đẩy anh ra đi. Khi thực lực quá chênh lệch, đánh hết sức cũng vô ích. Em có thể lựa chọn dùng vũ khí, nhất định đâm một phát trúng luôn. Đừng dùng trò cũ dụ dỗ tôi nữa. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Thiên Thành, tra ra vị trí số điện thoại đó chưa? Ở nhà họ Hứa. Đang lái xe ra cổng lớn nhà họ Hứa. Là An Duyệt. Hèn gì. Hôm qua không chụp được tấm hình nào hết. Trả lại tiền cọc đi. Hôm qua không chụp được á, không có nghĩa là hôm nay không chụp được. Ý anh là sao? Tôi cho cậu coi cái này nè. Nguyên nhân đằng sau vụ bắt cóc cô chủ nhà giàu thực hư chuyện sao nữ mới nổi X bị bắt cóc ở núi Thanh Linh. Hứa Vĩnh Khang bị bắt cóc, bạn trai của cô ấy như cậu á, không nên tới tận nhà hỏi thăm sao? Không đúng. Chúng tôi hẹn ở núi Thanh Lĩnh mà. Cô ấy lên núi Thanh Linh làm gì? Đúng vậy đó, tôi cũng thắc mắc nè. Hôm qua khi cậu và cô ấy nói địa điểm hẹn gặp á, tôi cũng nghe thấy rất rõ kia mà. Trừ khi cô ấy đang muốn chơi xỏ tôi. Ngay từ đầu cô ấy chỉ coi tôi là một lá chắn thôi. Hay nè, ý của cậu chính là cô ấy là núi Thanh Linh chính là vì có mục đích khác hay sao?
chắc là cô ấy đi gặp một người rất quan trọng với cô ấy. Là ai vậy? Anh tưởng tôi ngu sao? Anh nghĩ chuyện quan trọng như vậy tôi nói cho anh nghe? Tôi phải dùng cái sơ hở này để chèn ép Hứa Dân Khê mới được. Sáng nay người dân vớt được thi thể một người phụ nữ không rõ danh tính ở vịnh Thanh Linh. Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra, có thể vụ này liên quan tới một vụ bắt cóc. Tin tức này là giả. Cô An không thể bắt cóc con gái của mình được. Cô ấy không thể không nhận ra An Duyệt. Xin lỗi cô, tôi không biết giải thích với cô thế nào nữa. Anh không cần phải giải thích với tôi. Lịch trình của cô ấy tôi sẽ kêu người ta hủy hết. Anh em hai người lo nghỉ ngơi cho khỏe đi. Còn về phía ông Hứa để tôi đối phó cho. Đóng cửa lại. Kêu em tới có chuyện gì? Không sao đâu, vẫn còn có anh ở đây mà. Em không sao. Chúng ta mau về nhà đi. Tiễn cô An chặng đường cuối cùng. Em không đi đâu. Không sao đâu, bên phía Hứa Vĩnh Khang đã có Điền Tuệ đối phó rồi. Hôm qua cô cho tôi leo cây vì phải lên núi Thanh Linh gặp ai đó đúng không? Em còn có việc, em phải đi trước đây. Em còn việc gì nữa chứ? Không lẽ bây giờ còn có việc quan trọng hơn mẹ em sao? Có chứ. Làm Hứa Dân Khê cho tốt. Làm Hứa Dân Khê cho tốt sao? Duyên Duyên, cô An đã một mình nuôi em khôn lớn bấy lâu nay. Bây giờ cô ấy đã chết rồi, em không chịu về nhà đưa tiễn cô ấy. Em chỉ muốn làm cô chủ nhà họ Hứa, có phải không? Hả An Duyên, em có xứng đáng với cô An không đi? Bây giờ em làm tất cả mọi chuyện chính là để xứng đáng với bà ấy. Đến Bất Phàm. Không lẽ anh không nhìn ra sao? Cô ấy mới là người đau buồn nhất. Anh cho cô ấy không gian riêng tư đi. Tôi chỉ sợ An Duyệt suy nghĩ tiêu cực, đi sai đường thôi. An Duyệt đâu? Cô ấy vừa mới đi. Anh không có gặp cô ấy sao? Qua đó. Tôi cảm thấy An Duyệt không được ổn cho lắm. Tôi không biết cô ấy đã trải qua chuyện gì. Chỉ cảm thấy cô ấy không còn là chính mình. Là lỗi của tôi. Yên tâm, tôi sẽ đưa cô về. Công ty giải trí Future. Anh muốn nói chuyện với em. Còn đứng đó làm gì? Mau chặn anh ta lại đi. Sau này chưa được tôi cho phép, đừng để anh ta lại gần tôi. Dạ. Dân Khê, tôi biết chắc cô sẽ nhanh chóng gọi điện thoại cho tôi mà. Cảnh Xuyên, tôi muốn gặp anh. Có mấy chuyện tôi muốn nói trực tiếp với anh.
Phim được dịch và lồng tránh ra tại phim. Xin lỗi anh Lộn, chúng ta đều là anh em, tôi không muốn ra tay với các cậu. Chúng tôi cũng không muốn, nhưng nếu nhanh tiếp tục đi theo cô chủ, chúng tôi cũng sẽ không khách sáo với anh. Các người đã hẹn gặp nhau ở núi Thanh Linh, nhưng cô lại sợ những kẻ theo sau cô phát hiện và nói với ba cô, cho nên cô đã lợi dụng tôi để che chở cho cô. Núi Thanh Linh và núi Thanh Lĩnh. Dân Khê, tôi thấy lần này cô tính toán giỏi lắm rồi. Chỉ khổ cho tôi leo lên leo xuống tới 2 lần, giờ chân tôi vẫn còn mỏi nè. Anh biết chuyện này hồi nào? Từ khi chúng ta quay chương trình tôi đã biết rồi. Không phải anh ta lén lén lúc lúc với cô sao? Bây giờ còn ai biết chuyện này nữa? Ê, tôi phải coi thành ý của cô đã. Vốn dĩ ngày hôm nay tôi định tới thẳng nhà của cô gặp ông chủ Hứa, nhưng mà con người tôi lại quá mềm lòng. Thật ra tôi đã biết mánh khóe thủ đoạn của ông chủ Hứa lâu lắm rồi. Cô nói coi, ông ấy sẽ làm gì nếu biết con gái cưng của mình hẹn hò với một tên vệ sĩ nghèo chứ, còn bị bắt cóc nữa. Hậu quả của chuyện này tôi thật sự không dám nghĩ tới luôn đó. Đúng, anh nói không hề sai. Đúng là hôm đó tôi đã đi gặp Lộ Thiên Bình, nhưng mà chúng tôi không có lén lút hẹn hò, mà là chia tay. Chia tay? Ừ, đúng vậy. Anh không thấy tôi đổi vệ sĩ riêng rồi sao? Trương Cảnh Xuyên, trước đây không nhìn ra anh lại to gan tới vậy, còn dám đe dọa tôi. Nếu bây giờ tôi gửi đoạn ghi âm anh đe dọa tôi lúc nãy cho ba tôi, tôi thật sự không biết ông ấy sẽ làm những chuyện gì. Dù sao thì con người ba tôi rất cọc cằn nóng nảy, nhất là khi biết có người chồng. Ê, Dân Khê à, lúc nãy tôi chỉ nói giỡn với cô thôi à, đừng có coi là thật được không? Vậy thì hãy giữ kín chuyện ở núi Thanh Lĩnh đi. À được. Xin lỗi anh Lộ. Dân Khe, nếu không còn gì dặn dò tôi về trước nha. Nè, anh vội vàng gì chứ? Tôi muốn anh giúp tôi một việc. Cô cứ nói đi. Cô chủ đã dặn chúng tôi phải chặn anh lại. Không sao, chúng ta làm theo quy định. Tôi ghét nhất là những người chia tay rồi vẫn bám theo tôi. Tôi muốn anh giả bộ là bạn trai tôi, đuổi anh ta đi giùm tôi. Hả? Sao hả? Không chịu à? Không phải, không phải đâu, tôi sợ anh ta lại. Sợ cái gì? Có tôi và ba tôi che chở, Lộ Thiên Bình không dám làm gì anh đâu. Nhưng mà nếu anh nói với người khác tôi có gì với anh ta, tôi sẽ không che chở cho anh đâu.
Anh đã nhìn thấy anh ta giỏi võ cỡ nào rồi đó. Cho anh 5 phút. Anh muốn có một cơ hội giải thích. Anh biết là em muốn làm gì, anh có thể giúp em. Anh muốn giúp hay muốn lợi dụng tôi? Lộ Thiên Bình, tôi không tin tưởng anh. Tôi cũng không cần anh. Vậy em lợi dụng anh đi, giống như em lợi dụng hắn vậy. Ông Hứa kêu anh đi đón đội ngũ bác sĩ, họ muốn khám sức khỏe tổng quát cho em. Bây giờ anh phải về ngay để sắp xếp. Tất cả những công việc của Dân Khê trong những ngày tới, cô quỷ hết cho tôi. Tôi muốn nó nghỉ ngơi mấy ngày. Do sức khỏe của con Hứa. Điền Tuệ, không cần phải hỏi nhiều như vậy, con cứ làm theo lời dặn của tôi là được rồi. Con không muốn khám đâu. Làm càn. Khám đi khám lại cũng y như vậy thôi, rất mệt mỏi. Không phải ba thương con nhất sao? Ba nỡ nhìn con chịu khổ hết lần này tới lần khác sao ba? Dân Khê à, tất cả những chuyện khác ba đều có thể chịu ý con, nhưng mà chỉ có chuyện này thì không được. Ba ngày nữa tiến sĩ Trịnh sẽ tới Lan Thành, con nhất định phải để người ta khám sức khỏe cho con. Hứa Dân Khê. Không phải anh muốn tôi lợi dụng anh sao? Bây giờ tôi cho anh một cơ hội. Nhảy với tôi một điệu đi. Ừ. Coi chừng camera. Và lồng tiếng tại phim TV. Điểm anh có chuyện gì? Với thái độ của Hứa Vĩnh Khang hiện tại, ba ngày sau tôi bắt buộc phải khám sức khỏe. Đúng, Hứa Vĩnh Khang đã từng phản kháng, nhưng Hứa Vĩnh Khang chưa từng thỏa hiệp. Chuyện cũng đã tới nước này, chúng ta chỉ còn một cách duy nhất. Tìm ra Hứa Vĩnh Khang thật, rồi hoán đổi thân phận với cô ấy. Đúng vậy, trước đây mẹ tôi đã chuẩn bị đầy đủ chu đáo để đưa tôi về, thì cũng sẽ để lại manh mối về tung tích của Hứa Dương Khê thật cho tôi. Tôi muốn tìm cô ấy về. Với tính cách của Hứa Dương Khê, cô ấy sẽ không hợp tác đâu. Tôi không biết chắc Hứa Dương Khê có chịu hợp tác không, nhưng đây là cách duy nhất. Hứa Vĩnh Khang sẽ không cho em ra ngoài đâu. Cho nên tôi mới cần anh giúp đỡ. Một mình anh giúp vẫn chưa đủ, em còn phải nhờ Điện Tuệ nữa. Tôi sẽ nói với Điền Tuệ, chỉ cần 8 giờ sáng mai anh xuất hiện ở phòng ăn là được. Ông chủ à, ông coi email vào đội ngũ của tiến sĩ Trịnh gửi đi.
có liên quan tới phương án khám sức khỏe của cô chủ. Mặc kệ bọn họ, còn không muốn khám sức khỏe. Chuyện khám sức khỏe không thể thương lượng. Không thể thương lượng. Dừng Khê, cô làm gì vậy? Bỏ giờ xuống đi. Ba lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng nghe theo ba, cái gì cũng phải làm theo ba. Trước giờ ba chưa từng nghĩ tới cảm nhận của con. Con ghét ba, con không muốn nhìn thấy ba nữa đâu. Được, được rồi Dừng Khê, con ghét ba, ba sẽ biến khỏi mắt con ngay. Con bỏ vào xuống đi, bỏ vào xuống đi rồi ba đi có được không? Ba đi ngay bây giờ. Ba đi rồi thì sao? Trong căn nhà này toàn là tai mắt và camera của ba, nó cũng đáng ghét y chang như ba. Con không chịu nổi nữa, con không muốn bị ba kiểm soát nữa. Buông tôi ra. Ông chủ, ông có sao không? Ông Hứa, bây giờ cô chủ không muốn ở đây nữa, ông cho cô ấy dọn ra ngoài ở mấy ngày đi. Tôi xin hứa với ông, lần này tôi chắc chắn đảm bảo an toàn cho cô ấy. Có chuyện gì? Là như vậy Hứa tổng, có một khách sạn nghỉ dưỡng muốn mời Dân Khê làm người trải nghiệm dịch vụ. Không phải hôm qua ông nói với tôi là muốn cô ấy nghỉ ngơi mấy ngày sao? Tôi nghĩ nên nhân cơ hội này để cô ấy tới đó mấy ngày. Tôi sợ cô ấy ở nhà một mình hoài, tâm trạng sẽ càng tệ hơn. Được, nhưng mà có một điều kiện, Lô Thiên Bình phải đi cùng nó. Dạ, không thành vấn đề. Anh nhìn cái gì? Lúc nãy em không tự làm cho mình bị thương chứ? Lúc này chúng ta không cần làm bộ làm tịch nữa đâu. Nói thẳng ra chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác. Trước đây tôi quá ngu ngốc nên mới tưởng anh thật lòng giúp tôi. Thực ra anh... Tôi không còn hứng thú với nỗi khổ của anh nữa. Em không còn tò mò về cuộc gọi tối hôm đó nữa sao? Vào đêm trước ngày lên núi Thanh Linh, anh đã đi gặp mẹ em. Lúc đó anh chỉ cảm thấy có gì đó bất thường, chứ anh không thể ngờ bà ấy đã chuẩn bị tinh thần hy sinh bản thân. Mẹ tôi... Bà ấy phát hiện Hứa Vĩnh Khang nghi ngờ em, bà ấy rất lo cho tình cảnh của em, kêu anh nhất định phải bảo vệ em. Bà có quan hệ gì với ba tôi? Có phải hai người đang có âm mưu gì đó không? Tại sao bà lại kêu An Duyệt đóng giả Hứa Vĩnh Khang? Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, tôi và ba cậu từ đầu tới cuối vẫn ở cùng một chiến tuyến. Tất cả mọi chuyện chúng tôi làm đều là để An Duyệt có thể sống yên ổn. Tôi thấy cậu và ba cậu thời trẻ giống nhau như đúc. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu chắc chắn vẫn bảo vệ An Duyệt, đúng không? Cảm ơn cậu. Trước khi ba anh gặp chuyện, ông ấy đã luôn giữ liên lạc với mẹ em. Ba anh và mẹ em chắc chắn là người rất quan trọng của nhau. Nhưng mà họ là gì em?
Điều này chứng tỏ em cũng rất quan trọng với họ. Cho nên bây giờ em phải vì họ, vì Điền Tuệ, Đinh Bắc Phàm, mà không được xóa bỏ sự tồn tại của Hứa Dân Khi. Họ đều đang chờ An Duyệt quay trở về. Anh thì sao? Anh luôn ở bên em. Anh vẫn luôn chờ em lợi dụng anh. Em sẽ không lợi dụng anh nữa đâu. Như vậy cũng không sao. Vốn dĩ là lỗi của anh mà. Anh không nên lừa gạt em. Lộ Thiên Bình, em đã hiểu lầm anh rồi. Xin lỗi anh. Người nên xin lỗi phải là anh. Anh không nên lừa gạt em, lợi dụng em. Phim được xin lỗi và em. Lồng tiếng tại phim TV. Em tha thứ cho anh. Tiếp theo phải làm sao đây? Em nhớ ba nguyên tắc của vệ sĩ mà anh từng nói em nghe không? Vệ sĩ phải bảo vệ chủ thuê vô điều kiện. Vệ sĩ cần phải chấp hành mệnh lệnh của chủ thuê vô điều kiện. Vệ sĩ không được nảy sinh tình cảm riêng tư với chủ thuê. Bây giờ em hãy nhớ kỹ điều thứ tư này. Anh sẽ bảo vệ và trung thành với An Duyệt vô điều kiện. Điều này được ưu tiên hơn tất cả nguyên tắc khác. Sao? Vô hạn. Xin lỗi hai người. Tôi muốn hỏi hai người ăn cái gì không thôi. Ăn cái gì mà ăn? Bàn chuyện chính đã. Được rồi. Việc cần làm nhất hiện giờ chính là làm sao đối phó với buổi khám sức khỏe của tiến sĩ Trịnh. Tôi đã thấy sự tỉ mỉ của ông ấy khi khám sức khỏe. Về cơ bản, chúng ta không thể nào qua mặt ông ấy. Cách duy nhất của chúng ta hiện giờ là trước ngày khám sức khỏe phải tìm thấy Hứa Dương Khi. Nhưng mà cô ấy đang ở đâu? Mẹ em nói bây giờ cô ấy đang rất tự do. Tại sao cô ấy không về nhà? Trừ khi Hứa Dương Khi đã chết rồi. Không thể nào. Mẹ tôi không làm chuyện đó đâu. Vẫn còn một khả năng có vẻ như khó xảy ra nhất. Đó
đó là hai người họ hợp tác với nhau. Đúng vậy, nếu như họ phối hợp trong ngoài thì sẽ lý giải được tại sao lúc đó mẹ cô có thể tạo ra vụ tai nạn trước mặt Thiên Bình và có thể lén lút đổi người ở trên biển. Tài xế Tiểu Hà, anh nhớ sau khi xảy ra tai nạn cậu ta nói một câu. Anh Lộ, tôi không cố ý đâu anh Lộ. Tại cô chủ bắt tôi phải tăng tốc, tôi cũng không biết là có xe đột nhiên lao tới. Anh Lộ, lúc đó anh nghĩ cậu ta nói vậy để phủ bỏ trách nhiệm, nhưng bây giờ xem ra rất có thể Hứa Dân Khê kêu cậu ta tăng tốc mục đích là để đâm xe rơi xuống biển. Nhưng cho dù là như vậy, chúng ta cũng không biết Hứa Dân Khê đang ở đâu. Nhớ kỹ, dưới cây bách xù, mẹ ở đó chờ con. Cây bách xù, mẹ tôi đã giết tôi. Ở chỗ cây bách xù. Sáng nay người dân đã vớt được thi thể của một phụ nữ không rõ danh tính ở Vịnh Thanh Linh. Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra. Có thể vụ này liên quan tới một vụ bắt cóc. Đồ điên, bà gửi lộn người rồi đó. Bà đi đâu? Đã có tin tức chưa? Xảy ra chuyện gì với bà? Bà chết thật sao? Chăm sóc tốt cho mình. Xin lỗi cô, tôi mua thuốc cho cô rồi. Sao bà mua nhiều vậy? Mua cho tôi uống tới khi chết à? Ở đây rất an toàn, lịch sử trò chuyện đã bị xóa. I can't stop.